UV chính là kẻ thù của làn da chị em phụ nữ. Chúng hiện hữu ngày ngày và hiên ngang đi qua mọi vật cản, làm tăng sinh hắc sắc tố gây sạm, nám, tàn nhang, thậm chí là ung thư da. Có nhiều cách để hạn chế tác hại của chúng đối với làn da, nhưng hiệu quả và an toàn nhất vẫn là kem chống nắng. Và đặc biệt là chọn được loại kem chống nắng tốt, phù hợp với làn da luôn là tiêu chí hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ. Hiểu được điều đó, Shop giúp bạn trẻ đẹp hôm nay sẽ gửi đến chị em những bí kíp hay để cách để chọn mua được loại kem chống nắng phù hợp với da của mình. Cùng Shop theo dõi video bên dưới nhé. kem chống nắng là sản phẩm có kết cấu dạng kem, sữa, sáp hoặc dung dịch lỏng dùng ở dạng xịt. Nhờ có khả năng hấp thụ hoặc phản xạ một số bức xạ từ tia cực tím hay tia UV. Vì vậy, mà kem chống nắng giúp bảo vệ làn da của chúng ta dưới tác động của tia UV, từ đó hạn chế tình trạng như tăng sắc tố da gây sạm, nám da, tàn nhang, da không điều màu, cháy nắng, ung thư da hoặc lão hóa da, xuất hiện nếp nhăn, vết chân chim, da chảy xệ, kém đàn hồi nữa nhé. Hơn nữa, tùy thuộc vào thành phần hóa học mà kem chống nắng chia thành nhiều loại, như kem chống nắng vật lý, kem chống nắng hóa học hay kem chống nắng vật lý lai hóa học. Vẫn biết rằng kem chống nắng cực kỳ quan trọng và trở thành vật bất ly thân của mọi người. Tuy phổ biến là thế, nhưng cách lựa chọn kem chống nắng cho từng loại da thì không đơn giản chút nào. Chính vì vậy, để mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn kem chống nắng phù hợp cho mình, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ bật mí những nguyên tắc cơ bản trong cách chọn kem chống nắng cho từng loại da đã được chuyên gia tư vấn. Cùng shop theo dõi thông tin trong video bên dưới nhé. 1. Chú ý đến tính chất của kem chống nắng. Về cơ bản, kem chống nắng có hai loại là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Mỗi loại kem chống nắng sẽ có ưu và khuyết điểm riêng. Tuy nhiên, kem chống nắng vật lý được chứng minh là lành tính và phù hợp với da nhạy cảm hơn so với kem chống nắng hóa học. Sẽ tùy vào mức độ bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sự kích ứng của da mà chọn cho mình dòng kem chống nắng phù hợp nhất. Để chọn kem chống nắng cho từng loại da phù hợp nhất, bạn đừng quên chú ý đến tính chất của kem chống nắng nhé. 2. Lưu ý đến chỉ số SPF và PA. Trong mỗi sản phẩm, chỉ số SPF và PA của kem chống nắng luôn được các nhà sản xuất in rõ trên bao bì, để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Với chỉ số SPF đo khả năng chống tia UVB, khi chỉ số SPF càng cao thì thời gian chống nắng sẽ càng lâu. Mỗi SPF bảo vệ ra được khoảng 10 phút, nên chọn kem chống nắng có SPF tối thiểu là 30, điều này sẽ giúp chặn được 97% lượng UVB tác động lên da. Với chỉ số PA đo khả năng chống tia UVA, có 3 mức độ là PA1+, PA2+, PA3+, tương ứng với mức độ chống tia UVA yếu chống nắng trong vòng 4 giờ, tia UVA vừa trong vòng 8 giờ và tia UVA mạnh trong vòng 12 giờ, nên chọn kem chống nắng có PA3+ để bảo vệ da tốt nhất khỏi tia UVA nhé. 3. Chú ý đến thời gian và liều lượng bôi kem chống nắng. Đầu tiên phải chú ý đến thời gian bôi kem, nên bôi kem chống nắng trước 20 đến 30 phút rồi mới ra ngoài để kem hoạt động cơ chế bảo vệ da và thoa lại kem chống nắng cứ sau mỗi 2 tiếng đồng hồ. Để ra được bảo vệ tốt nhất Còn với liều lượng bôi kem chống nắng Để chống nắng cho mặt Bạn chỉ dùng 1 gam kem chống nắng tương đương với một đồng xu Và gấp 4 lần nếu dùng cho toàn thân Trên thị trường hiện nay có vô vàn thương hiệu kem chống nắng khác nhau Mỗi loại đều mang những đặc trưng cùng mẫu mã Và giá thành đa dạng khiến chị em gặp nhiều bối rối khi chọn lựa Không cần lo lắng nữa Những thông tin shop tổng hợp dưới đây Sẽ giúp chị em lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho mình nhé chọn kem chống nắng dành cho da khô. Dưới tác động của ánh nắng mặt trời, cơ thể buộc phải bài tiết mồ hôi để làm mát. Với quá trình này sẽ làm thất thoát độ ẩm dưới da, khiến làn da trở nên khô ráp, sần sùi và tình trạng da khô, bong chóc lại càng xảy ra nhiều hơn đối với những ai sở hữu làn da khô. Vì vậy, tiêu chí để lựa chọn dòng kem chống nắng dành cho da khô chính là sản phẩm nên chứa các chất dưỡng ẩm cho da, có khả năng chống nắng phổ rộng. Sử dụng kem chống nắng với cơ chế chống nắng vật lý thay vì dùng kem chống nắng hóa học để bảo vệ làn da khô một cách tốt nhất, mà không gây kích ứng hay dị ứng cho da. Một điểm bạn cần lưu ý thêm khi lựa chọn kem chống nắng cho da khô là chỉ số chống nắng SPF. Với chỉ số SPF nên từ 30 trở lên sẽ phù hợp cho làn da khô để có thể phát huy tác dụng chống nắng cho da mặt hay toàn thân. Tốt hơn hết, trước khi dùng kem chống nắng, bạn nên thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cần thiết nhất cho làn da. Chọn kem chống nắng dành cho da nhạy cảm. Với những đối tượng sở hữu làn da nhạy cảm thì được xem là loại da khó chiều và yếu ớt nhất, cho dù những tác động nhỏ từ bên ngoài cũng khiến da bị tổn thương. Hơn nữa, với những cô nàng có làn da nhạy cảm thì rất dễ kích ứng với các loại mỹ phẩm. Vì vậy khi lựa chọn kem chống nắng, các nàng hãy nhớ tránh xa các dòng kem chống nắng hóa học và ưu tiên lựa chọn kem chống nắng vật lý cho da nhạy cảm, bởi nó có chứa thành phần zinc oxide và titanium dioxide khá lành tính, không chứa thành phần gây kích ứng da, có kết cấu mỏng, nhẹ, thân thiện với làn da nhạy cảm nhé chọn kem chống nắng dành cho da dầu và nhờn. Bạn cũng biết rằng, việc chăm sóc làn da dầu nhờn vào những ngày bình thường đã khó, nên khi bước vào ngày hè, việc chăm sóc da còn khó hơn gấp bội phần vì tình trạng nhờn bóng, bết rít khó chịu. Cái nắng chói chang của mùa hè tạo điều kiện lý tưởng để làn da nhờn thêm bóng dầu hơn. Bí quyết chọn kem chống nắng cho từng loại da, đặc biệt là làn da dầu chính là ưu tiên chọn những sản phẩm không chứa dầu, có kết cấu mỏng nhẹ và chỉ số chống nắng SPF dao động từ 30 đến 50 để bảo vệ làn da tối ưu mà không gây cảm giác nhờn rít. Ngoài ra, đặc tính của da dầu là không phù hợp với những lớp kem dày bám trên mặt vì nó sẽ không thể thẩm thấu vào da gây nên tình trạng loang lổ với những bạn thuộc loại da này nên chọn mua các sản phẩm có từ nocebum hoặc oil free trên bao bì hoặc các loại kem chống nắng dạng gel xịt để tránh gây bí da và khả năng thẩm thấu nhanh hơn nhé chọn kem chống nắng dành cho da hỗn hợp chọn kem chống nắng cho từng loại da đặc biệt là da hỗn hợp thật sự không dễ dàng một chút nào bởi vì sao vì da hỗn hợp là kiểu da khá phức tạp vừa khô lại vừa dầu như vùng trán, mũi, cằm và khu vực chữ T thường rất nhờn, còn hai bên má, xương quay hàm thì lại khô. Một số ít bạn sẽ gặp trường hợp ngược lại. Khi chăm sóc da hỗn hợp sẽ khó hơn rất nhiều các loại da khác vì phải kết hợp cả hai phương pháp chăm sóc cho da nhờn và da khô cùng một lúc. Vì bởi khi bạn chọn loại kem chống nắng chứa nhiều dưỡng ẩm thì vùng da khô sẽ mịn màng, ngậm nước nhưng vùng da tiết dầu thì sẽ bị mụn do lỗ chân lông bị bít kín do dầu thừa. Nếu bạn chọn loại kem chống nắng có tính năng siêu kiểm soát dầu thì vùng da tiết dầu vẫn thoải mái, dù có tiết ra bao nhiêu dầu, vì đã có kem chống nắng nhưng vùng da khô bạn sẽ thấy căng tức và khó chịu suốt cả ngày. Vì vậy mà lựa chọn tốt nhất dành cho bạn, đó là dòng kem chống nắng với công thức tổng hợp, vừa giúp bảo vệ da hiệu quả, vừa không làm da nhờn hoặc làm da khô hơn. Hoặc là với những ai có làn da hỗn hợp thiên dầu, nên sử dụng các dòng kem chống nắng không chứa dầu. Còn những ai sở hữu làn da hỗn hợp ít dầu và có nhiều vùng da khô thì nên ưu tiên lựa chọn kem chống nắng giàu chất dưỡng ẩm nhé. Với những thông tin hữu ích về cách chọn kem chống nắng cho từng loại da, vừa được liệt kê ở trên, phần nào đã giúp bạn nắm vững nguyên tắc lựa chọn kem chống nắng phù hợp nhất cho làn da mình. Còn ngần ngại gì nữa mà không sắm ngay cho mình tuyết kem chống nắng để bảo vệ làn da hoàn hảo mỗi ngày nhé. Hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Ngoài ra, bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.